À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Chào mừng và các bạn và các em học sinh đã đến với khóa học hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa thuộc cuốn sách Ngữ văn lớp 10, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Trong nội dung bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng cô đi soạn bài, củng cố và mở rộng. Trang 37, tập 1. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng cô đi đến với câu hỏi số 1 với yêu cầu như sau. Ba chuyện kể thần trụ trời, thần sét, thần gió giúp bạn hiểu được điều gì về đặc điểm nội dung và nghệ thuật của chuyện thần thoại. Chúng ta sẽ nhớ lại nội dung của ba câu chuyện chúng ta đã được tìm hiểu cũng như là đã được đọc qua sách báo để chúng ta sẽ trả lời cho câu hỏi số 1. Cô gợi ý như sau. Đầu tiên, chúng ta sẽ hiểu như thế nào là chuyện thần thoại. Thần thoại chính là chuyện kể xa xưa nhất, thể hiện quan niệm về vũ trụ và khát vọng chinh phục thế giới tự nhiên của con người ở thời nguyên thủy. Và về nội dung, chuyện thần thoại được chia làm hai loại. Loại đầu tiên là thần thoại kể về nguồn gốc của vũ trụ. Và muôn loài, chuyện thứ hai là thần thoại mang tính chinh phục thiên nhiên và sáng tạo văn hóa. Như vậy chúng ta có thể cảm nhận được rằng thần thoại là mang tính nguyên hợp, chứa đựng tất cả các yếu tố thuộc nghệ thuật tôn giáo, triết học, lịch sử. Cốt truyện đơn tuyến tập trung vào một nhân vật hoặc một tổ hợp nhiều cốt truyện hơn. Nhân vật thường là các vị thần hoặc những con người có nguồn gốc thần linh, có năng lực siêu nhiên với hình dạng khổng lồ và sức mạnh phi thường. Và thời gian trong chuyện thần thoại thuộc loại thời gian phiếm chỉ, mang tính ước lệ và không gian vũ trụ với nhiều cốt lõi khác nhau, với lối tư duy hồn nhiên, chất phác, trí tưởng tượng bay bổng và lãng mạn, sử dụng đa số các yếu tố tưởng tượng và kỳ ảo ở trong câu chuyện của mình. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2, chúng ta sẽ tìm hiểu về các văn bản đã học theo gợi ý trong bảng dưới đây. Chúng ta tìm hiểu về ngôi kể, về nhân vật chính, về sự kiện chính của ba văn bản mà chúng ta đã cùng tìm hiểu ở trong bài học số 1. Sức hấp dẫn của chuyện kể. Cô sẽ gợi ý các em như sau. Đầu tiên, tác phẩm Thần trụ trời được kể theo ngôi thứ ba, nhân vật chính là thần trụ trời. Sự kiện chính đó chính là thần ở trong đám mây mịt mờ hỗn độn, không biết đã từ bao lâu, bỗng đứng dậy đùng đầu đội trời lập đất, đào đất, đá đắp thành một cái cột to vừa cao để chống trời. Đó chính là sự kiện chính trong câu chuyện Thần trụ trời. Và câu chuyện chức xá phán sự đền tản viên được kể theo ngôi kể thứ ba, nhân vật chính là nhân vật Ngô Tử Văn. Với sự kiện chính trong tác phẩm của mình, đó chính là Ngô Tử Văn đốt đền, có tên tướng tác yêu tác quái, sau đó xuống âm phủ để kiện tên tướng đó. Tiếp đến là văn bản chữ người tử tù, cũng được tác giả kể theo ngôi thứ ba, nhân vật chính là nhân vật Huấn Cao. Sự kiện chính là cuộc gặp gỡ đầy éo le giữa Huấn Cao, một người tài hoa khí phách đấu tranh để lật đổ xã hội hiện lành, và Viên Quan Ngục là một người yêu cái đẹp nhưng lại đại diện cho cái xã hội mà người kia muốn lật đổ. Cô cùng các em bước sang câu hỏi số 3. Em hãy tìm đọc một số chuyện thần thoại Việt Nam và thế giới. Chọn một tác phẩm mà bạn yêu thích để chỉ ra yếu tố có đặc trưng của chuyện thần thoại như là cốt truyện, thời gian, không gian, nhân vật, lời kể. Câu hỏi này các em sẽ vận dụng kiến thức mà mình đã có để chúng ta trả lời. Cô gợi ý các em như sau. Cô hướng dẫn các em, giới thiệu cho các em một câu chuyện thần thoại là thần thoại về nữ oa vá trời của Trung Quốc. Cốt truyện của câu chuyện là chuyện kể về các vị thần đánh nhau, một cột chống trời ở phía tây bắc bị sập, gây tai họa khủng khiếp cho con người. Bà nữ oa, người sinh ra muôn loài, đã không quản khó khăn, vất vả, ngày đêm vá trời để cứu loài người. Thời gian trong câu chuyện này là một thời gian phiếm chỉ và chúng ta không xác định rõ được thời gian. Không gian thì là không gian của vũ trụ, của trời đất. Nhân vật chính là nhân vật bà nữ oa, với ngôi kể là ngôi kể số 3. Như vậy là dựa vào các đặc trưng này thì chúng ta có thể xác định được đây chính là một câu chuyện thần thoại, đúng không nào các em? Và một số chuyện thần thoại được xếp theo chủ đề như là chủ đề về nguồn gốc vũ trụ, các hiện tượng tự nhiên, có câu chuyện thần trụ trời, ông trời, nữ thần mặt trăng, thần mặt trời, thần mưa. Chủ đề về nguồn gốc các loài động thực vật có câu chuyện cuộc tu bổ các giống vật, thần lúa.
Về nguồn gốc của con người và nguồn gốc các dân tộc ở Việt Nam thì chúng ta có những câu chuyện như là ông trời, thần nông, 12 bà mụ, nữ oa tứ tượng, lạc long quân, Âu Cơ. Tiếp đến về chủ đề các anh hùng thời khuyết sử, các anh hùng văn hóa, tổ sư các nghề như là câu chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh, nữ thần nghề mộc, thạch xanh, thánh gióng. Tiếp đến là câu chuyện thần thoại Việt bị truyền thuyết hóa như là chuyện truyền thuyết Hùng Vương, vua Hùng. Thần thoại còn biến tướng trong các Phật thoại, tiên thoại, chuyện cổ tích, chuyện ngụ ngôn và cả chuyện cười, có câu chuyện cóc kiện trời, chữ đồng tử hoặc là những câu chuyện mang dấu ấn của xã hội nguyên thủy như là trầu cau, hồn vọng phu, sao hôm, sao mai. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 4, viết đoạn văn khoảng 150 chữ, phân tích một nét độc đáo của tình huống chuyện trong tác phẩm Chuyện chức phán sự đến đền Tản Viên của Nguyễn Dữ hoặc chữ người tử tù. Ở câu hỏi này, cô sẽ hướng dẫn các em như sau. Tình huống trong chuyện chữ người tử tù của Nguyễn Tuân là cuộc gặp gỡ đầy éo le giữa Huấn Cao, một người tài hoa, khí phách, đấu tranh để lật đổ xã hội hiện hành và viên quan ngục, một người yêu cái đẹp nhưng lại đại diện cho cái xã hội mà người kia muốn lật đổ. Nguyễn Tuân đã tạo ra nút thắt khi để Huấn Cao cho rằng viên quản ngục là một kẻ xấu, đại diện cho những kẻ cầm quyền độc ác mà không cho phép ông đặt chân đến buồng giam. Chỉ khi nghe thấy thầy thơ lại kể rõ sự tình, nút thắt mới được mở, Huấn Cao hiểu được những sở nguyện cao đẹp của viên quản ngục. Từ đó, Nguyễn Tuân đã tạo nên một cảnh tượng xưa nay chưa từng có, đó chính là cảnh Huấn Cao cho chữ viên quản ngục ở ngay trong ngục tù. Qua tình huống chuyện đó, chúng ta có thể thấy được Nguyễn Tuân đã khắc họa tính cách từng nhân vật, đồng thời làm nổi bật vẻ đẹp của cái tài, cái đẹp, cái thiên lương trong sáng. Như vậy, câu hỏi vừa rồi đã khép lại bài học ngày hôm nay, bài học củng cố và mở rộng. Cô chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em ở trong những bài học tiếp theo. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.